Còn sau đây chúng tôi muốn kể tới quý vị một câu chuyện nữa, đó là về Triệu Hồng Hổ Em, là một thanh niên khuyết tật nhưng đầy ý chí và tài năng. Khởi đầu bằng một vài sản phẩm tre trúc để tặng bạn bè, Hổ Em đã chuyên tâm khởi nghiệp và ổn định cuộc sống bằng những sản phẩm handmade mang đậm dấu ấn cá nhân. Mỗi sản phẩm tạo ra không đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là kết quả của quá trình vươn lên đầy nghị lực. Đang học tiểu học em mới bệnh, em bệnh rồi cũng như nhà mình rất là nghèo nên đâu có đi tới bác sĩ mình để mình trị tận gốc đâu. Từ từ nó chuyển nặng là nằm một chỗ luôn. Sau một thời gian cứ như là mình sống khép kín luôn, nó ngại giao tiếp của người với người ngoài, rồi mình bị mất tự tin, mình rất là tự ti luôn. Năm 10 tuổi, Hồ Em bị sốt bại liệt dẫn đến teo cơ phải nằm một chỗ. Cha bệnh nặng rồi mất, anh trai cũng bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người mẹ già, day dứt và bất lực vì phải nằm một chỗ mà không phụ giúp được gì cho mẹ. Hồ Em đã quyết tâm tập luyện và rồi cơ duyên đã đến. Vô tình thấy được cái lóng tre mà mẹ đã mua về mới làm công việc xong còn dư á, cái em mới kêu mẹ trẻ ra rồi em làm. Giống như là mình chỉ góp chơi thôi, trong đầu cứ nghĩ mình làm gì được mình làm. Mới đầu em mới làm được những cái sản phẩm nhỏ nhỏ trước, mình không có nghĩ là mình bán hoặc là mình gắn bó tới sản phẩm cái nghề tre này. Từ đó tới bây giờ hình như mình chỉ tặng những ai mà tới thăm mình á, sau này vô tình thì cái người này người kia hỏi đặt mua mình làm mình bán luôn. Bằng được cái ngôi nhà nhỏ bán không biết bao nhiêu mà mình rất là mừng, nhưng mà mình khóc lén với con, mình động viên nó dữ lắm. Con ơi, mình phải biết có cái nghề cũng như tủ tiền để sẵn con, dù mình bằng có ít nhiều đi nữa cũng là đồng tiền mình làm ra. Con chỉ vậy là mẹ vui rồi. Còn cái chuyện con làm nè, tre bọng á, mẹ đi đốn, mẹ đem về nhà, con cưa mẹ chuốc, mẹ chẻ tiếp con. Vừa làm vừa tự học trên mạng, Hồ Em tự đặt mua thêm linh kiện và chế ra các loại máy cắt, máy bào, máy cưa, máy mài mini phù hợp với đôi bàn tay khuyết tật của mình. Đến nay, Hồ Em đã làm ra được hàng trăm loại sản phẩm lưu niệm, mỗi sản phẩm có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, đủ nuôi sống chính bản thân mình. Sản phẩm của Hồ Em rất đa dạng, từ các loại nhạc cụ, đồng hồ, chậu hoa, móc chìa khóa và đặc biệt hơn cả là những bông hoa tre. Những cái hoa thì em thấy nó cũng rất là đẹp, rồi mình cứ ngắm nghía nó hoài, rồi mình lại nghĩ tới nhiều cái bạn mà cũng cùng cảnh ngộ như mình, rồi mình thậm chí người ta như mình lúc đầu thôi, người ta sống rất là khép kín, không có giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng mà bất cứ ai cũng có cái giá trị riêng của người ta hết trơn. Giống như em khuyết tật thì cũng có giá trị riêng của em, thì mình cứ sống đúng cái bản chất của mình cố gắng mình sống tốt hàng ngày hàng giờ là được.